Đại giả xin chào tất cả các quý khán giả cùng tất cả các anh chị em yêu thương Phan Thiện An. Một lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Sáng hôm nay là sáng thứ tư của ngày 5 tháng 7 năm 2023 thì đại giả cũng có một số nội dung liên quan đến phòng khám Đông y Từ Thiện và Hướng Đường. Thì hôm nay đại giả thay mặt cho phòng khám Đông y Từ Thiện và Hướng Đường xin cảm ơn tất cả các quý khán giả cùng tất cả các anh chị em yêu thương Phan Thiện An trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh của đại võ YouTube ạ. Ngày hôm nay nội dung thứ nhất đại võ muốn nói về vấn đề này. Một lần nữa đại võ xin thông báo như thế này, có nghĩa là phòng khám Đông y Từ Thiện ra đời có một phần đóng góp rất là lớn của quý khán giả và fan yêu thương gia đình Thiện An là đóng góp trong cái phòng khám và cái phòng khám Đông y xây dựng được ngày hôm nay là có một cái sự góp sức rất là lớn của tất cả các quý anh chị em của fan yêu thương gia đình Thiện An đã đóng góp trong cái phòng khám này để được xây dựng trong cái phòng khám này. Thì có nghĩa là đại võ mở cái thành lập cái phòng khám Đông y Từ Thiện này á, thì đại võ đứng cái người đứng ra để là cái người mà bảo vệ cái sức khỏe cho người dân, tất cả các người dân trên toàn nước chứ không phải là riêng cái địa phương của đại võ. Cho nên là vừa rồi á, thì có một số anh chị em, đặc biệt là chị Hy, có nói là phòng khám Đông y Từ Thiện, Đông y Dạ Hân Đường á, mà mở ra là để khám cho dòng họ bà con dòm sớm của cái nơi quê hương của đại võ thôi. Thì cái điều đó rất là sai, bởi vì trong thời gian qua mặc dù là phòng khám Đông y đã hoạt động trong vòng một tháng, thật sự ra thì mình mới mà mở ra thì cái người dân gần nhất thì người ta đến thôi, đúng không? Nhưng mà trong cái fan của mình thì đại võ cũng thông báo rất là nhiều lần và cũng đưa cái số điện thoại lên, cái số liên lạc lên để cho tất cả các anh chị em fan yêu thương Thiện An đến đây để được điều trị. Và trong một thời gian vừa rồi thì cũng có một số anh chị em đến đây và đại võ cũng có gửi một số cho tặng một số thuốc cho tất cả các một số anh chị em fan yêu thương Thiện An, fan cứng gia đình Thiện An đã điện đến đại võ và được đại võ tư vấn sức khỏe và đại võ đã gửi một số rồi chứ không phải là riêng địa phương của đại võ không. Và đại võ cũng từng nói với tất cả các cô chú anh chị ở Khoa Yêu Thương Thiện An, tất cả các anh chị quý khán giả trên đang theo dõi kênh của đại võ, thì nếu chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ mạnh dạn điện thoại cho đại võ, rồi liên lạc với đại võ để đại võ tư vấn, và đại võ sẽ tư vấn và nhận điều trị trong cái khả năng của mình, chứ đại võ cũng không có phải là một cái người thầy thuốc mà điều trị hết tất cả các bệnh. Cho nên là trước khi mà đến phòng khám đại võ thì đại võ phải tư vấn và hỏi có bệnh đó có nằm trong cái khả năng điều trị của đại võ hay không đó. Chứ còn như lời của chị Hy nói là đại võ mở cái phòng khám Đông y Từ Thiện này á, điều trị chỉ dòng họ bà con chồng sớm nơi địa phương của đại võ không thì được, hoàn toàn không có đúng nha cả nhà. Điều đó là có nghĩa là chị Hy đang đang tuyên truyền những cái lời không đúng về phòng khám Từ Thiện. Thì mong quý khán giả, tất cả các anh chị em yêu thương gia đình Thiện An đang theo dõi cái kênh của đại võ thì đính chính cho đại võ và thứ hai nữa thì chị Hy có nói là Phan Thiện An chỉ có Hoàng Sơn với lại là chị Hy thôi, nhưng mà Hoàng Sơn thì không đi rồi, còn chị Hy thì đại võ đã tẩy chay. Cái điều đó hoàn toàn là vu khống nha cả nhà, không phải là như thế. Thì mong rằng tất cả các anh chị em mà đã từng được đại võ tư vấn trong thời gian vừa rồi và cái cách điều trị của đại võ cho tất cả các anh chị em đó như thế nào, một số anh chị em đến đây ở lại thì đại võ là điều trị và tiếp nhận những cái bệnh nhân đó như thế nào, thì mong rằng tất cả các anh chị em đã từng được đại võ tư vấn sức khỏe và được gửi thuốc và được điều trị thì mong rằng tất cả các anh chị em đó hãy đính chính cho đại võ. Mong tất cả quý khán giả cùng tất cả các anh chị em yêu thương gia đình Việt Nam
hiểu hiểu và có những, nhưng mà phòng khám Đông y Từ Thiện đó và Hưng Đường mở ra thì không thể không thiếu sót được. Thì những cái là những cái gì thiếu sót thì mong tất cả các cô chú anh chị và quý khán giả hãy đóng góp để cho phòng khám Đông y Từ Thiện và Hưng Đường ngày càng hoàn chỉnh hơn, ngày càng điều trị tốt hơn. Đó là những cái lời mà đại võ muốn tâm sự ngày hôm nay. Thì mong rằng tất cả các cô chú anh chị và quý khán giả hãy hãy liên hệ với đại võ. Nếu chúng ta có bệnh thì hãy liên hệ đại võ qua số điện thoại 0343 591949 à. Đại võ sẽ ghi cái số điện thoại trên cái màn hình. Mong rằng tất cả các cô chú anh chị và các bạn khoa Nhi Nam nếu tin tưởng phòng khám Đông y, nếu tin tưởng phòng khám Đông y Vạn Hương Đường thì hãy liên lạc với đại võ để được tư vấn và điều trị. Đại võ xin cảm ơn rất là nhiều, và một lần nữa đại võ xin cảm ơn tất cả quý khán giả cùng tất cả các khoa Nhi Phương Thiện An luôn cùng Mạnh Thường Quân đã ủng hộ và theo dõi cái hoạt động của phòng khám Đông y Từ Thiện trong thời gian qua. Và đại võ xin cảm ơn tất cả quý khán giả và anh chị em khoa Nhi Phương Thiện An trong thời gian rất là dài đã ủng hộ đại võ rất là nhiều. Đại võ xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi cuối clip ngày hôm nay, đại võ xin kính chúc tất cả các quý khán giả cùng tất cả các anh chị em yêu thương trong gia đình Việt Nam luôn luôn nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Và đại võ xin xin kính chào và hẹn gặp lại.
trước cũng tìm hoàng kiêu hợp cấp ấn đường. Bàn tay nhẹ nhàng tiêu trừ bệnh tật gian xa, tiếng lành sẽ vang xa Long An có nơi này. Thank you.